sân bay chứ có thể... em không trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi con đã gặp được mà tiêu. Tính đi vô đây là 3 ngày rồi, nhưng mà ngày đầu thì Hà Duyên bạn qua lần sau đi. Theo bạn qua lần sau thì bảo tới là mẹ đã xin nghỉ 3 ngày rồi, hôm nay chú không cho. Chú không cho nghỉ nhưng mà vẫn nghỉ nha mọi người, xin nghỉ một tiếng đi ra nè, có gì mới ôm mới qua vòng vòng vậy đó. Quá trời thích rồi, thích okay. Quá trời thích rồi, thích quá trời thích rồi. Tiên là coi tới bây giờ luôn á, trời ơi. Ờ, em coi chị từ những ngày đầu luôn á hả? Ừ, nó coi chị những ngày đầu luôn á. Mẹ yêu. Nó giới thiệu chị cho em á. Ê, nó giống này. Ê, nó nói như là nó là mai tao cho mày á. Lúc thấy 10 giây là xanh rồi. Mày đứa đầu hay là đứa thứ hai? Đứa đầu tiên luôn á. Ờ, năm mới quá chúc em mẹ tròn con vuông nha. Dạ em cũng ơi, em mốt đẻ xong đi rồi khi đó bỏ lãnh em qua rồi điện chị chở hai đứa đi ăn. Dạ bye dạ. Bye, cảm ơn em nhiều nghe. Ôi dạ, thương quá xà đang nghe dễ thương nhỉ. Rồi bye bye. Xin chào mọi người nha. À, hôm nay Tiên dẫn mẹ Tiên vô vườn dâu của một bạn vườn người Việt Nam. À, vườn nho. Xin lỗi em. Vườn nho của bạn người Việt Nam này cũng là quê ở Cần Thơ em nhỉ, chị nhớ dạ. Cần Thơ. Ừ. Với lại bạn lúc nãy nữa là mấy chị Việt Nam. Đây là vườn nho của vợ chồng bạn trồng nho mẫu đơn ở bên Hàn Quốc nè. Hôm nay mình vô mình tham quan vườn, với lại mình hái mua ít gì ăn nữa. Thì vườn nho của bạn này có cho mình vô tham quan rồi tự hái tự mua về luôn đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Ờ nó bạn bạn chung tự hái tự mua về cho ăn luôn. Năm nay là nho xấu cho ăn miễn phí luôn. Ờ cho ăn miễn phí luôn. Ờ, ăn một bụng xong rồi được hái mới tính tiền đem về nha. Ừ. Wow. Giờ mình đi hái thử xem nha. Ôi quá trời nho nè mọi người, mình tình nhìn từ ở dưới lên á. Nho nó treo chùm chùm lủng lẳng luôn nè. Wow. Ờ nhìn cái này mà mê luôn á, vô đây chắc ngắt xỉu tại đây 3 ngày chưa tỉnh luôn á. Bây giờ mình hái ăn nho nha mọi người. Nho năm nay á thì trời ơi nó không có được kiểu trái bự như là năm ngoái, kiểu không được có trúng mùa á mọi người, nhưng mà nó rất là ngọt. Tuy là nó nhỏ như nó hay bị sâu nhưng mà do bạn muội không có xịt thuốc giải phân gì cho nên ngọt ngay rồi mọi người, rất là ngon. Trời ơi, làm nông mà trúng trái mà thất mùa hả? Trúng trái mà không trúng trái, cái này sao nhiều sao nhỉ? Trái hơi trúng trái, trái nhiều á, trái nhiều hả? Ừ. Nhưng mà không đẹp. Ừ. Ờ, nhỏ. Thì không được đẹp lắm. Nhưng mà nó ngọt cực kỳ luôn. Như để xe cho chị coi. Nè, tôi lúc cái đầu tôi. Đưa cái mặt vô. Để cái hái đây nè, để giặt. Quá trời luôn. Ừ, trúng trái nhưng mà là thì nhưng mà nó cũng không có trúng trái tại vì trái nó cũng nhỏ. Năm nay hoàng thượng nó không có thị tẩm cho nó thì gì đó. Nhưng mà nó tuy nó nhỏ nó xấu nhưng mà nó rất là ngọt nha mọi người, nó ngọt. Mua nho bự bự Tiên mua trong siêu thị nó không có ngọt bằng nho này nha, nó nào ngay nha. Đây là người Việt của mình ở mấy anh chị em cuối tuần có rảnh thì ghé đây tham quan. Rồi nữa hả Nhi? Về ăn mình ngọt nữa chỉ nho ủng hộ bé Nhi nha. Chỉ mong cho ngọt thôi. Ừ. Xấu xấu cũng được tại vì nó không có phân thuốc á. Mình chỉ cần nó ngọt chứ mình lại tham quan. Nhưng mà quan trọng là nó cho ăn bể bầu. Vô đây ăn thoải mái, ăn thả ga, ăn chừng nào mà đi về hết nổi đó rồi mình hái mình đem về. Đi ăn cái chừng nào lết vậy nè. Tino quá, Tino quá. Còn lại Tấu Hà vô nè. Vô nha, vô nha. Vô xem nào. Ôi trời Tino quá, cứu tôi, cứu tôi. Giống như bao ăn đó. Bao ăn. Bao ăn rồi mua máy tính tiền. À buffet đúng rồi, buffet nho. Buffet nho. Bao ăn rồi bao hái luôn. Tự hái tự lựa, thích cái nào hái cái đó. Mấy mà em bán ký nhiều không em? Em bán 2 ký 15 ngàn. 2 ký 15 ngàn won tiền Hàn là chưa tới 300 ngàn, tầm khoảng 270 Việt Nam đồng thôi. Mà 2 ký nho. Hết biết rồi. Này phải gần đe cân rồi bánh mình bán. Trời chủ kiếm về rồi, về về chị ơi. Mới được có 20 nho thì còn đang hái, giờ nó phải đi về mọi người. Nó bữa nay mà nghỉ nữa là ngày mai chủ nó kêu nó khỏi lại luôn, khỏi làm cần làm nữa luôn á. Là vô đây ăn nho miễn phí của muội luôn á. Lại đây hái nho mướn cho con muội luôn. Thôi. Em ơi, chị. Cuối tuần có rảnh hôm nào em nhắn tin cho con muội đi rồi hai đứa chốt đơn thì mình nhắn tin cho chị. Vô Cầu Sơn chị dẫn đi ăn. Ok, em chạy vô tới nhà chị Nhung luôn. Ok. Trời ơi thương quá trời. Đó.
Ê, chị em mẹ gì tao mày bằng tuổi mà. Ừ đúng rồi. Trời quá, đứa 93 nó mẹ giờ chị mày hơn tuổi tao luôn. Mệt ghê luôn á, đứa tháng 7, đứa tháng 11. Trời ơi. À, đi về cẩn thận nha. Bye bye. Hẹn lần sau. Cô ơi, con đi về nha cô. Ồ, nhìn đã ha, nho nhìn đã luôn ha mẹ. Cho nên cắt luôn mẹ, cho nên cắt luôn đi mẹ. Ừ. Cái nào cũng ngọt, cắt đại thì không cần phải lượng nhiều đâu. Cứ thấy bự bự được cắt đi. Nho này á, tuy là nó xấu xấu, nó không có được đẹp nhưng mà rất là ngọt. Ừ. Mà giá cũng rẻ nữa. Nên là người Việt Nam ở bên đây mình có ăn mà cho cầm cho ngoài. Tranh thủ mình ghé mà ăn thử mọi người, ngon lắm. Rẻ mà ngon nữa. Nè. Dạ. Cái mẹ. Wow. Ở đây ở bên Việt Nam mà trồng được vườn nho gì chắc trời. Đã luôn ha. Trời tối ngày ở ngoài vườn thân. Tối ngày dân mình muốn ngoài này luôn. Trồng cây nhãn có mấy trái mà tối ngày đi thăm hoài. Ê mẹ chị á, trồng được cây nhãn có mấy trái mà ra ngày thăm 18 giác nó chứ nó không lớn nổi luôn. Ê trời, đừng nói chi vườn nho này chắc tối ngày. Nho lúc mà mới chưa có ra cho chín ra là vườn nho ăn rồi ngủ ngoài luôn thôi khỏi chưa. Nhưng muội gì nè. Ngày nào nó cũng ở ngoài này nè. Ăn ngủ. Đường chết trời. Ngọt quá. Thiệt. Ăn ngọt. Trời ơi đã. Chuyện này tới nho luôn. Ngọt như đường phèn luôn. Ở gì chứ ngọt kỹ lắm. Ngọt. Tuy là nó sủi. Trời ơi. Trời ơi. Không kịp giùm luôn. Cái gì còn nguyên? Còn nguyên á. Cái đó còn nguyên. Còn nguyên. Không còn nguyên là chết á. Là chết á. Cắt ngồi thấy mê hồi là hồi không đủ tiền tống cả ngoài. nè cắt đi cho nó hứng hổ tống ngoài đủ tiền thì ký sổ nương giá đáo nương giá đáo bà ngoại bà cắt không nghỉ luôn không kịp ngừng một giây một nhịp. Thấy bà đang bị mê đó thấy bà đang bị mê đó đúng rồi đó. Rồi chùm này thôi về mẹ ơi. Được rồi, nãy giờ con thấy hai cần xé rồi đó. Cái này ăn không hết rồi, gói báo để tủ lạnh. Để lâu để được lâu lắm. Để tủ kim chi 6 tháng bình thường. Ừ, ừ. Nó cũng giống như đúng cái rồi. Trang cô của mấy người ta bảo quản trái quay á chị. Ờ. Về gói báo. Bây giờ mình được hai cần xé rồi nè, hai sọt chứ. À, chi về cho mẹ Chin với lại mẹ chồng ăn nữa. À, giờ mình vô mình đóng gói ha. Sau khi mình hái vô xong mình cắt mấy cái cuốn mà người ta đã lặt ăn rồi, còn cái cuốn mà mọi người mình cắt rồi cái nào hư thì mình cắt cho lại cho nó gọn gàng tươm tắt lại sau đó mình bỏ vô trong thùng. Nói chung là mình kêu ẻm cũng không cần phải đóng gói gì đâu, đem về thì cũng chia ra ăn để nguyên xiên gì được rồi đó. Chắc mình đổi rồi hả chị? Okay. Bây giờ mình căng nha mọi người. Đây cái thùng này như thế. Trời đất ơi. Múc số 5 luôn. 5 ký rưỡi hả? Không biết nó hút căng. Múc đòn múc, rồi. Múc chỉ cả tha luôn rồi. Múc chỉ vậy đó. Giờ mình đem thành quả. Bé muội này á mọi người. Tuy 24 tuổi. Nhưng mà rất là dễ thương với giỏi. Hiền. Nói chuyện hài nữa. Với các bạn như lúc nãy mà bạn về rồi. Thấy rất là thương với ngưỡng mộ chơi. Mấy chị em Việt Nam nó chồng ơi. Ủa? Rồi. Để vô luôn ha chị. Để vô luôn đi. Còn 1 thùng nữa ha. Trời ơi, cái này để được 5-10 thùng đúng không ngoại. Chị bèo đây nha. Ở đây có con suối nước chảy từ trên núi xuống nè mọi người. Chỗ này mình sẽ đặt cái bếp ga nướng thịt ở đây xong rồi ngâm chân xuống này là bá cháy ha. Để hôm nào mình cáp kèo với Như với muội ơi. Thôi chị Tư bây giờ đợi Tiên lên đây nãy giờ rồi, muội nó cũng có khách rồi. Khách Việt Nam mình đi mua nho nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Giờ mình về. Đăng ký nhấn chuông like và comment hộ cho kênh. Nhiều anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người.